khủng long Hyundai Palisade ồ ạt về Việt Nam. Vào tháng 5 năm 2019, Hyundai Palisade màu đen xuất hiện tại Hà Nội, từng thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng trong nước. Mới đây, lô hàng của mẫu SUV Palisade tiếp tục ồ ạt về Việt Nam, cho thấy thời gian người dùng trong nước đón nhận mẫu xe này sẽ không còn xa. Trước đó, đại diện của Hyundai thành công cho biết mẫu SUV Palisade đầu tiên về Việt Nam trong tháng 5 năm 2019, chỉ để phục vụ mục đích riêng và không phải xe thương mại. Trên thị trường, SUV hạng sang cỡ lớn Hyundai Palisade được định vị là đối thủ của Ford Explorer. Hiện tại giá bán của xe vẫn nằm trong vòng bí mật. Được biết, ở thị trường láng giềng Philippines, xe có giá 3.240.000 PHP, khoảng 1,4 tỷ đồng. Hyundai Palisade là mẫu SUV hạng sang cỡ lớn có kích thước nhỉnh hơn Santa Fe XL, với thông số kích thước kỹ thuật với chiều dài rộng cao lần lượt là 4980, 1976, 1775mm. Di chuyển vào bên trong, khoang nội thất của Palisade nổi bật với màn hình thông tin giải trí 12,3 inch và màn hình 10,25 inch cho người lái, kết nối Apple CarPlay, Android Auto, sạc không dây QI, hệ thống loa Infinity, hiển thị thông tin kính lái thông minh, định vị vệ tinh. Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Palisade là khối động cơ 4 xi lanh, dung tích 2,2 lít, có công suất 200 mã lực và mô men xoắn cực đại 441 Nm. Kết hợp với động cơ trên là loại hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Trang bị an toàn của xe nổi bật với hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm trước, giới hạn tốc độ điện tử, cảnh báo trịch làn,